Khi xưa đó, Đức Phật nói là cái tông phái nào có Bát Chánh Đạo ra đời thì cái tông phái đó mới gọi là cái đạo Phật, là tức Bát Chánh Đạo là cái nơi giải thoát của tất cả cái quần chúng có Bát Chánh Đạo đó. Thì theo con biết thì Đức Huỳnh Giáo Chủ của con á thì cho biết là giữ tấm lòng bất động như như cho hồn Hồn linh yên lặng yên lặng an an cư thì mới được hồn nguyên phản bổn. cư. Nguyên phản bổn thì đó cũng là một nằm trong Bát Chánh Đạo. Thì thầy chia sẻ về Bát Chánh Đạo và cũng như vừa qua như nêu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này rất là ích lợi và lợi lạc chung cho mọi người. Là gì? Nếu là nói là đạo Phật, và theo coi được cái bộ kinh Nikaya, bộ kinh Nikaya của Đức Phật đó, thì sau khi ngài hành xác, ngài học các vị thầy xong xuôi rồi, ngài vẫn thấy là chưa được, ngài mới ngồi lại. Lúc này là không còn thầy nữa, dùng cái trí vô sư của mình, tức là dùng tất cả những cái đó gọi là Bát Chánh Đạo. Và cũng gần đây một cái ông thiền sư, tức là thiền sư Nhất Hạnh, thường thường chúng ta có thường nghe cái tác phẩm mà tác phẩm của ngài rất là nhiều. Ông hiện tại là ở chùa Từ Hiếu ở Huế, bây giờ cũng 90 mấy tuổi rồi. Ngài mới nói là cái ông thiền sư Nhất Hạnh đây là cái tác phẩm của Đường Xưa Mây Trắng, đa số chúng ta có nghe. Có Nếu nói về đạo Bụt, tức là người ngài là người miền Trung ở Huế, nếu không có Bát Chánh Đạo không phải là đạo Bụt, tức là không phải là đạo Phật đó. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ gọi là Phật giáo hòa hảo, tức là cũng nương với đạo Phật. Cho nên trong thập nhị nhân duyên, trong thập thiện thập ác đó, tức là trong tam nghiệp và trong Bát Chánh Đạo, không phải ngài tự động ngài đặt ra đó, hoặc là tám điều khổ. Cho nên ngài mới nói ngài mới nói rằng chữ Bát Chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Suy nghiệm rồi ta mới diễn ra cho dân biết một đầu chánh kiến, trí minh mẫn nhìn xem các chuyện, vân vân đó. Đó là trong Bát Chánh Đạo, tức là thấy đúng, nghĩ đúng, làm đúng, sống đúng, vân vân, về dài tới đó chánh mạng, rồi tới chân chánh tư duy với chánh định đó. Như vậy là trong cái Bát Chánh đó, một đoạn nữa ngài nó nói niệm Phật là trừ đi vọng niệm chúng sanh, chúng sanh niệm niệm đi làm không dứt đó. Như vậy thì chúng ta đã hành thập thiện, sự định niệm Phật có kết quả. Như vậy chúng ta đã tấn triển trên một bước đường và phải hành thêm Bát Chánh Đạo. Đây là quyển kinh Nhật tụng cho những ai muốn tấn triển trên con đường giải thoát. Nhật tụng là tụng hàng ngày, hàng ngày là tụng Bát Chánh Đạo chứ không phải là niệm Phật không đó. Chính ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng dạy rõ ràng là như vậy. Trong Bát Chánh Đạo thì tất cả cũng đã có biết rồi, và cũng có nhiều vị chú giải rồi, phải không? Có nhiều vị chú giải rất là nhiều trong Phật giáo Hòa Hảo. Xin thông qua quý vị sẽ tìm đọc lại, ví dụ Bảy Uyển rồi kia vân vân, đã có rồi đó. Bây giờ gọi là giữ tới cái câu mà gọi là giữ tấm lòng bất động như như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hoàn nguyên phản bổn. Thì cũng như tôi nói, giữ tấm lòng bất động như như. Bây giờ thì chúng ta tâm nó duyên theo cảnh rất là nhiều đó. Như vậy thì chúng ta đa số chúng ta chạy theo cảnh, thậm chí nó hơi thô thiển một chút ra. Chúng ta coi tivi thấy những cái mà nó làm cho mình bất như ý đó, bắt đầu chạy theo cảnh. Con nhỏ này ở ngoài là tôi nắm tôi tán cho mấy cái rồi đó. Tấm lòng mình đâu có bất động như như cái gì, theo cảnh rất là rõ ràng như vậy đó. Như vậy thì cái đó là giả, tất cả là giả.
cái người bị khổ sở, cái người được giàu sang sung sướng, tất cả những cái đó đều là do lòng từ bi mình đã có. Nhưng mà do gì? Do cái tiền nghiệp hoặc là cái nghiệp hiện tại của người ta nó là như vậy. Mình chỉ khởi lòng từ bi, mình không thể thay đổi cái nghiệp của người ta vậy. Như vậy mình gặp những cái người quá gian ác, quá gian xảo, mình nóng lên, mình giận lên, mình tức lên, phải không? Mày phải trả quả, mày phải nhân quả, vân 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 vân, tất cả các cái như vậy. Như vậy là tấm lòng mình không bất động như rồi, mình duyên theo cảnh. Mình gặp cái người hiền mà gặp tai nạn, khổ sở quá đi. Đó, rồi bắt đầu mình cũng bi thương, sụp sùi, muốn rơi nước mắt. Tại sao vậy? Hiền quá mà tại sao gặp hoàn cảnh như vậy? Mặc dù cảnh này, cảnh kia, nghịch cảnh hay không nghịch cảnh là tấm lòng mình chưa có bất động như được. Họ giàu sang, họ sung sướng, họ xài hơi chảnh một chút đó, nhưng cái phước của họ đó mình thấy rõ à. Đó, mình có ước gì tôi phải được như nó, hay là mình ganh tị, phải không? Đó. Rồi gặp cái người khổ quá, mình cũng sụp sùi, mình khổ quá là tấm lòng mình. Như vậy thì mình đã duyên theo hỷ nộ ái ố, rõ ràng thương ghét rồi này kia, và cái tấm lòng như vậy. Sự vật nó là sự vật như vậy, các hoàn cảnh như vậy. Chúng ta đến đây, sanh ra ở chỗ này là chúng ta mang theo cái tiền nghiệp, tức là nghiệp kiếp trước. Nói là cái nghiệp không, nó là có nghiệp thiện, nghiệp ác, nó có hai cái. Chúng ta đến đây là mang theo cái tiền nghiệp, là có nghiệp thiện, nghiệp ác, và tùy theo cái đó mà chúng ta sẽ thụ hưởng, và cái môi trường sống nữa, yếu tố tâm lý và cái môi trường sống luôn, nó phải có đầy đủ như vậy. Nếu chúng ta sanh vào ở nhà chúng ta cất nhầm ở cái xóm than, xóm chiếu, xóm củi, vân vân, chúng ta phải làm cho là những cái nghiệp đó. Nếu chúng ta sanh vào ở cái vùng biển đó, vùng biển anh em chú bác mấy đời của chúng ta toàn là đi ghe biển không mà cũng khấm khá, có nhà có này kia được, rồi sau lưng là núi đá sỏi không, như vậy thì chúng ta phải làm sao? Cũng xuống tàu đánh cá, cũng tạo nghiệp như thường đó. Nó sanh ra vào cái môi trường nó là như vậy. Còn giàu sang sung sướng, nghiệp lành, nghiệp dữ là chúng ta mang cái tiền nghiệp. Rồi sau đó, như vậy là cái nghiệp ban đầu thì không có thể tìm được. Cho nên mới căng tiếp xúc với trần, nó có lòng tham muốn, cũng nằm trong cái ý hộ mà chúng ta có thể tạo nghiệp. Tạo nghiệp lành có, tạo nghiệp dữ có. Thấy người ta làm việc từ thiện, mình cũng muốn đi làm từ thiện, đó là tạo nghiệp lành. Đó. Còn cái tạo nghiệp dữ, tạo nghiệp dữ sao? Mình làm cho cực khổ, mày đi buôn bán cái này là lậu một chút xíu thôi mà nó nhẹ nhàng lắm, tiền không nhiều lắm đó, thấy chưa? Đó, như vậy tấm lòng ta có được bất động như chưa? Nó duyên theo cảnh, nó theo cái tham sân si, theo cái hỷ độ ái ố, tất cả những hoàn cảnh đó ta thấy tất cả đều là giả hết chứ không phải là thiệt. Trong cuộc đời này là khổ, chúng ta tham nhiều cũng khổ đó, mà chúng ta nghèo quá cũng khổ đó. Cho nên giữ tấm lòng bất động như là chúng ta phải có đủ ăn đủ mặc được rồi, tức là lạc đạo an bần xả thân tu tỉnh. Ngài ra dạy rất là tuyệt vời cái chỗ đó, nó lạc đạo an bần mà. Tôi nghèo quá, không có được ăn sang, nhưng mà cơm có đủ ăn, áo có đủ mặc, quần áo có đủ mặc cũng sống được đó. Nhưng mà tôi còn tức nè, không có được đi xe sang, không được ăn nhà hàng, vân vân, tất cả các cái. Đó, chính chúng ta tạo ra cái khổ. Như vậy thì lòng của ta có bất động như không? Hay là nó chạy theo những cái dục vọng, những cái ham muốn như vậy? Đó, như vậy là chúng, trong cái phương pháp thiền, cái Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Đà Hàm và A La Hán chưa nói đến cái A Đậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là được chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Tu Đà Hoàng là sao? Ly dục sinh hỷ lạc trước tiên.
Hoặc là trong kinh Pháp Cú nó nói đó, ái dục xin lo, ái dục xin sợ, nếu không ái dục không còn lo sợ nữa. Ly dục ở đây không phải là dâm dục không, dục đây là muốn. Muốn nhà cao cửa rộng, muốn này, muốn kia, muốn nọ, muốn sang, muốn vân 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 vân. Hết muốn này cho tới muốn nọ. Như vậy thì tấm lòng ta có bất động như như không? Tất cả đều là khổ, chúng ta quay cuồng theo nó cả một đời rồi. Đó, như vậy chúng ta nếu không giữ tấm lòng bất động như như, chúng ta chạy theo những vật chất hào nhoáng như vậy là chúng ta còn một chút xíu vô minh rồi đó. Đó, mình phải giữ cái lòng từ bi. Đó. Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây, ngay trong phút này, có nghĩa là chúng ta đã tạo một cái tương lai ngày mai cho chúng ta đó. Cái là nói gần nhất ngày mai hay là một lát nữa. Sinh tử nó đến chúng ta lúc nào đâu có biết được. Như là ngay chút này, chúng ta sống thiện, sống với lòng từ bi, chúng ta sanh vào cảnh giới nào. Đó. Chúng ta đang thù hận, đang tính toán mưu mô thì chúng ta sanh vào cảnh giới nào? Vì tấm lòng ta chưa có bất động như như được. Như vậy thì ta phải phớt lờ đi tất cả những cái hỷ nộ ái ố. Nhân như vậy, duyên như vậy, sướng như vậy, nó khổ như vậy, là tất cả như vậy. Mình sanh ra chỗ này như vậy mình cũng chấp nhận được. Tại sao tôi không sanh ra vào cái chỗ mà con vua, cháu chúa, con của các tỷ phú, con của các bộ trưởng này kia? Đó, tấm lòng ta có bất động như như được hay không? Hồn linh yên lặng, an cư không? Đó, chúng ta phải trở lại một cái lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh cho nó đầy đủ. Còn chúng ta chạy theo hoài, hết muốn này tới muốn nọ, hết lo này tới lo kia, đủ thứ tất cả các cái như vậy. Thì hồn linh nó đâu có an cư được. Giống như nước mà nó khuấy dợn sóng lên thì trăng nó đâu có hiện. Nhưng mà tất cả những cái vẫn đục, tạm thời nó lắng xuống mà quậy lên một cái nữa thì nước đó không có xài được luôn. Rồi tấm lòng ta bất động như như đó. Bất động như như là không có chạy theo cảnh, không có hỷ nộ ái ố trong đó, bỏ ra cho hết. Như vậy thì mới hoàn nguyên phản bổn. Hoàn nguyên phản bổn là cái tánh của ta trong sáng, ví như tôi đã nói là ở như mặt trời, phải bỏ đi mây, mặc dù là mây trắng, mây đen, mây vàng, mây đẹp luôn. Tức là những cái danh lợi nó đến với mình đó là mây đẹp đó. Nhưng mà nó cũng che khuất đi cái bản lai thanh tịnh, hoàn nguyên phản bổn của mình đó. Danh lợi nó là mây đẹp đó, những cái bất hạnh là mây đen đó, vân vân. Tất cả nó như vậy là giữ bất động, phải cho nó qua hết tất cả các cái gì rồi cũng qua đi hết. Và chúng ta phải kiên trì với lòng từ bi và hành Phật Pháp. Như vậy thì chúng ta được hoàn nguyên phản bổn, được đầy đủ rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mong quý vị hành theo cái pháp này.